ba ức người vây xem, ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ mau quên chứng người chơi. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com, 18 năm sau đó cái kia mùa xuân, khí trời lạnh buốt trên internet ẩm ẩm. Một ngày này, toàn bộ hát quốc trò chơi người yêu thích cũng đang thảo luận một chuyện quốc nội đầu khoản chân chính thực hiện sóng não tiếp vào game ảo. Chính thức bước vào cuối cùng kiểm tra giai đoạn. Cái này tên là Mộng nhập giang hồ trò chơi, rốt cuộc tròn mấy đời trò chơi người mộng tưởng thành công chế tạo một cái được xưng khó phân thiệt giả thế giới trò chơi. Trừ chỗ đó ra, trò chơi công ty vì trước thời hạn tạo thế, còn đem tại cuối cùng trong khảo nghiệm tiến hành một đợt khiêu chiến thi đấu. Một vạn tên từ người ghi danh bên trong ngẫu nhiên rút ra may mắn người chơi cùng 100 tên đặc biệt khách quý, đem áp dụng quan phương cung cấp tân thức cabin trò chơi ghi danh trò chơi thông qua tranh đoạt trong trò chơi giang hồ danh nhân bảng. Đến thu được quan phương cung cấp tiền mặt giải thưởng lớn. Hạng nhất tiền thưởng 888 vạn 8888 khối 8 mau 8. Hạng 2 tiền thưởng 666 vạn 6666 khối 6 mau 6. Hạng thứ 3 tiền thưởng 222 vạn. Để tỏ lòng công bình công chính, tất cả người chơi trò chơi quá trình cũng sẽ ở trên website tiến hành 24 giờ không gián đoạn trực tiếp cho mọi người quan sát cùng giám sát. Đường Sơ chính là may mắn người chơi một trong, bất quá mới vừa gia nhập trò chơi, hắn liền gặp phải một điểm nhỏ vấn đề. Ta là ai, ta ở đâu, ai đổi cho ta y phục? Nhìn đến trên người mình tân thủ áo phải, Đường Sơ mặt đầy mộng. Đường Sơ năm nay 23, đại học vừa tốt nghiệp, các phương diện điều kiện đều rất không tệ, nhưng mà não đường về lại có chút không tầm thường, mặt khác từ nhỏ còn mắc có một loại kỳ lạ chứng mất trí nhớ. Loại này chứng mất trí nhớ một khi phát tác liền sẽ để hắn ngẫu nhiên quên một ít chuyện. Nhẹ thì quên hôm nay ăn rồi chưa, nặng thì quên mình là ai. Nhưng mà gần đây mấy năm này, quái bệnh đều không phát tác qua cũng không biết vì sao hôm nay vừa đổ bộ trò chơi quái bệnh lại lần nữa phát tác hơn nữa còn thật nghiêm trọng hắn quên mình đang làm gì đứng tại chỗ phát ra linh hồn tam vấn sau đó đường sơ thần sắc mờ mịt đưa mắt nhìn chung quanh rất nhanh phát hiện bốn phía là một phiến lục nhân nhân đồng cỏ bên người còn đứng thẳng một khối khắc đầy chú văn khủng lồ thạch bia thạch bia chừng cao bốn năm mét phía trên những cái kia kỳ quái chú văn đang tản phát ra hào quang màu đỏ sợm thoạt nhìn rất thần kỳ nếu mà đường sơ không có phát bệnh cũng biết đây là tân thủ ra đời điểm phục sinh nhưng hắn mất trí nhớ biết phát sáng thạch bia lẽ nào ta đang nằm mộng hắn vòng quanh thạch bia dạo qua một vòng biểu tình nghi hoặc âm thầm lẩm bẩm chợt thấy cách đó không xa dưới cây lớn đứng yên một người thanh niên người tuổi trẻ này đại khái chừng 20 tuổi, đầu đội khăn nho, trên người mặc trường bào màu lam, trên tay còn cầm lấy một cái quạt xếp, nhìn ăn mặc giống như cổ đại thư sinh. Thư sinh tuy rằng bộ dáng lịch sự, nhưng khắp toàn thân đều tản ra tao bao khí tức. Đường sơ nhìn hắn, hắn cũng tại nhìn đường sơ. Bốn mắt nhìn nhau, lưỡng tình không cùng vui vẻ. Nguyên nhân là lúc này đường sơ tâm lý tràn đầy nghi ngờ, xem ai đều cảm thấy khả nghi hắn nhìn thấy người trẻ tuổi nhìn mình chằm chằm, sờ lên cầm một chút nghĩ ngợi, đột nhiên bước nhanh hướng đi đối phương, trầm mặt phát ra chất vấn, uy. Có phải là ngươi hay không tiểu tử đem ta làm ở đây đến, thư sinh trẻ tuổi nghe vậy, lộ ra một bộ nghi hoặc thần xác Hắn là cái tay mới chỉ đạo viên, tục xưng NPC. Chức trách là dẫn đạo người mới đi tân thủ thôn, cho nên AI trình độ cũng không cao. Có thể đường sơ không biết. Dù sao từ khi 10 năm trước APG trò chơi bước vào toàn bộ tin tức thời đại sau đó, NPC đã sớm không tại trên đầu đỡ lấy xanh mượt danh tự, hơn nữa bọn nó còn có chỉ số thông minh nhất định. Bề ngoài càng là cùng chân nhân không khác. Cho nên muốn muốn thu được xác nhận trò chơi bên trong nhân vật có phải hay không NPC, phải dựa vào chuyển động cùng nhau. Lúc này thư sinh nghe thấy đường sơ vấn đề, có chút không kịp phản ứng thì hắn chỉ là một cái tân thủ chỉ đạo chương trình lần đầu tiên gặp phải vấn đề kỳ quái cần thời gian tiến hành phân tích đường sơ nhìn thấy thư sinh không nói lời nào còn tưởng rằng đối phương có tật giật mình tiếp tục sụ mặt trang hung tiểu tử ta hỏi ngươi nói đâu vì sao đem ta bắt đến nơi đây đến ngươi nhớ làm gì với ta vị thiểu hiệp kia xin ăn chớ nóng ngươi tới nơi này là bản thân ngươi quyết định, cùng tại hạ cũng không quan hệ. Tân thủ chỉ đạo chương trình lại tính toán chỉ chốc lát, rốt cuộc cho ra một cái phù hợp suy luận trả lời. Cái gì? Không có quan hệ gì với hắn. Là bản thân ta đem mình lấy được cái này địa phương kỳ quái. Điều này sao có thể? Đường sơ nghe vậy, có chút sửng sờ. Biểu tình của hắn nghi hoặc đánh giá thư sinh, hoài nghi đối phương không nói nói thật tư duy chốc lát hắn quyết định quyết đoán đem ác nhân giả bộ tới cùng ngay sau đó liền làm bộ quét mắt một vòng bốn phía tiếp tục trầm mặt xuống hỏi tới không phải ngươi làm ra vậy ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì tại đây chỉ có hai ta đừng nói là duyên phận ác thanh ác khí không có chút nào lễ phép trực tiếp đem tân thủ chỉ đạo chương trình không biết làm sao thư sinh lại trần chờ hai giây mới biểu tình cứng ngắc đưa ra trả lời không dối gạt thiếu hiệp tại hạ đứng ở chỗ này xác thực là đang đợi thiếu hiệp xuất hiện để tránh thiếu hiệp lỡ đi lối rẽ bỏ qua bách thảo thôn thư sinh nói xong giơ tay lên bên trong quạt xếp chỉ chỉ phía đông cái kia cây xanh thấp thoáng thôn trang nhỏ đó là tân thủ thôn thợ may thợ rèn cùng lão thôn trưởng đều ở đây trong thôn chờ đợi người mới bất quá đường sơ nghe thấy thư sinh trả lời nhưng trong lòng càng thêm tràn đầy hoài nghi gia hỏa này vừa mới nói ta tới nơi này không có quan hệ gì với hắn hiện tại còn nói tại là ở nơi này chờ ta hừ đây chính là kẽ hở ta xuất hiện ở đây cái địa phương quỷ quái khẳng định cùng hắn thoát không khỏi liên quan đường sơ âm thầm nghĩ ngợi mấy giây trong tâm quả quyết làm ra hai cái trọng yếu quyết định cái thứ nhất quyết định là tuyệt đối không tin tưởng thư sinh cái thứ hai quyết định là muốn để cho đối phương nói ra thật tình người trước duy trì cảnh giác là được người sau nhất thiết phải biến thành hành động quyết tâm đặt lễ đính hôn hắn hít sâu một hơi đường sơ thu hồi nghiêm túc biểu tình đổi lại một bộ thuần chân vô tà khuôn mặt tươi cười tiếp tục đưa tay chỉ phía trước bầu trời trong miệng đột nhiên quát to một tiếng nhìn an man cái gì thư sinh không biết có bẫy chuyển thân nhìn về phía bầu trời vèo nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh đường sơ nhìn thấy thư sinh đưa lưng về mình lập tức một cái nhanh như hổ đói vồ mồi nhảy tới đối phương trên lưng hắn dùng cánh tay gắt gao bóp chặt cổ của đối phương hai chân dùng sức kẹp lấy đối phương eo của ở đối phương bên tai hung tợn quát lên nói ngươi là làm sao đem ta bắt đến nơi đây còn nữa tại sao phải đem ta bắt đến nơi đây đến người đối với ta có cái gì ý đồ chuỗi này thao tác trực tiếp đem thư sinh cho chọn bối rối thư sinh giơ tay lên bắt lấy đường sơ cánh tay một bên trở đi hắn tại dưới cây lớn đảo quanh một bên thần sắc hốt hoảng bắt đầu rêu dao thiếu hiệp thiếu hiệp người đang làm gì người dạng này không hợp lễ phép nhanh từ ta trên lưng đi xuống ôi chao ôi chao người làm đau ta thiếu hiệp người nghe ta giải thích người tới nơi này thật không có quan hệ gì với ta mau buông tay mau buông tay người nếu không đi xuống ta muốn tức giận ta tức giận ta thật nổi giận thư sinh làm cho thở hổn hển nhưng đường sơ lại vững như thái sơn hắn giống như bạch tuộc tựa như dán tại thư sinh trên lưng giọng điệu hung tàn tiếp tục phát ra uy hiếp ngươi còn muốn ngụy biện liền ngươi đầy tánh tình vừa nhìn liền biết không phải người tốt hôm nay ngươi nếu không cho ta cái dao phó ta sẽ để cho ngươi biết hoa cúc vì sao đỏ như thế. à không, là đào hoa. Là đào hoa vì sao đỏ như thế. Loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn. Mời chư vị ghé qua. Bà ức người vây xem, ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỳ ta tin ngươi cái quỷ. Nghe chọn bộ tại mê audio com tại đường sơ cùng thư sinh thân thiện chuyển động cùng nhau đồng thời, hàng ngàn hàng vạn quần chúng đang không ngừng tràn vào trò chơi quan phương bình đài phát sóng trực tiếp. Bất quá đại đa số quần chúng ghi danh bình đài sau đó cũng không có đi nhìn may mắn đám người chơi trực tiếp video, mà là trực tiếp phân luồng vào kia 100 tên đặc biệt người chơi phòng phát sóng trực tiếp. Bởi vì đây 100 tên đặc biệt người chơi, cơ hồ đều là các giới danh nhân. Trong đó không chỉ có trò chơi đại về cùng chức nghiệp gaming tuyển thủ, còn có rất nhiều yêu thích trò chơi phim ảnh và ca hát tinh, thể dục siêu sao chờ một chút, toàn bộ đều nắm giữ lượng lớn fan. Trò chơi quan phương mời bọn hắn tham gia chung cực kiểm tra, chính là bởi vì bọn hắn kèm theo lưu lượng. Giống như đường sơ loại này từ người chơi bình thường trong đó ngẫu nhiên rút ra đi ra may mắn người chơi, tại nhân khí bên trên căn bản không thể cùng đặc biệt người chơi so sánh cho nên hắn trong phòng phát sóng trực tiếp chỉ có vẻn vẹn mấy chục tên quần chúng trong đó không ít vẫn là lầm vào bất quá số người tuy ít bầu không khí lại thật náo nhiệt bởi vì làm khán giả nhóm nhìn thấy đường sơ bước vào trò chơi sau đó tao thao tác không chỉ đều bị sợ ngây người cũng trong nháy mắt hưng phấn mắt mù ta mắt mù ta đi trò chơi còn có thể dạng này chơi mũ từ xưa trò chơi ra nhân tài chủ bá ngươi lễ phép sao mắt tròn xoe lời nói màn này ta ở đâu gặp qua ta biết thế giới động vật con cóc ôm đối với con cóc ôm đối với cộng một nghe nói cái trò chơi này bên trong tất cả xúc giác đều cùng thực tế một mau một dạng cho nên các ngươi hiểu biết cái gì Ta cái gì cũng không hiểu mũ gạch dưới mũ, nằm ở NPC trên lưng cảm giác nhất định là có ức điểm điểm đặc biệt, lầu trên đều là LSP, làm sao cướp bóc. Chủ bá làm sao tại người khác trên lưng, các ngươi đoán, lén lút nói cho các ngươi, phía dưới cái kia là NPC, hắc. Trò chơi này độ tự do cao như vậy sao? vậy mà có thể cùng npc chơi chồng người như vậy vấn đề đến chủ bá vì sao không chọn cái mỹ nữ npc lời nói npc sẽ không đánh hắn sao ta đoán hắn sẽ bị đấm xuống dưới đất mọi người đứng đắn một chút chủ bá chính tại cho chúng ta biểu diễn trò chơi không đứng đắn mở ra phương thức ha 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 có câu nói thật tốt xem náo nhiệt không sợ phiền phức lớn đám khán giả hóa thành từng viên một nhỏ bé điểm sáng quanh quẩn tại đường sơ thân thể bốn phía một bên thông qua tự do thị giác quan sát trực tiếp một bên vui vẻ soát khởi mưa bình luận hơn nữa mọi người chú ý điểm tựa hồ không tại trò chơi bên trên mà là bị dẫn tới một ít kỳ quái phương hướng đáng tiếc đường sơ không thấy được bên cạnh đám khán giả biến thành điểm sáng cũng không nhìn thấy bọn hắn soát mưa bình luận hắn hiện tại rất bận hắn đang treo ở lam y thư sinh trên lưng dùng hai tay thật chặt bóp chặt đối phương cái cổ vừa dùng trọng lượng cơ thể hướng về đối phương làm áp lực vừa tiếp tục uy hiếp đối phương trả lời vấn đề đáng tiếc thực tế tổng không nếu muốn pháp đầy đạn trí năng trình độ một dạng tân thủ chỉ đạo viên căn bản không hiểu phối hợp đường sơ người nói không nói thư sinh thiếu hiệp ngươi nhanh đi xuống dạng này không hợp lễ phép đường sơ không nói đúng không có tin ta hay không tiễn ngươi về tây thiên thư sinh thiếu hiệp ngươi ta không thù không oán tại sao đối đãi với ta như thế đường sơ ta thật dùng sức a thư sinh thiếu hiệp ta chưa từng cô phụ ở tại ngươi làm sao lấy chết tương bức đường sơ người bớt cùng ta tất tất thư sinh thiếu hiệp chớ có bức ta đường sơ ta liền bức ngươi thư sinh Thiếu hiệp, mời dừng cương ngựa trước bờ vực đường sơ. Ta xiết chính là ngươi, thư sinh. Thiếu hiệp quay đầu lại là bờ đường sơ. Lại cho ngươi một cái cơ hội cuối cùng, đến cùng có nói hay không, thư sinh? Thiếu hiệp, ta cũng đưa ngươi một cái cơ hội cuối cùng, song phương đối thoại không tại cùng kênh bên trên, cơ bản bằng nước đổ đầu vịt. Chàng diện một lần rất lúng túng, cũng may loại này lúng túng cũng không có duy trì bao lâu thư sinh tuy rằng bề ngoài văn nhược, nhưng với tư cách một cái không thể thiếu chức năng hình NPC, ở trong game các phương diện thuộc tính. Muốn xa xa cao hơn đường sơ cái này mới vào trò chơi người mới. Trải qua ước chừng 2 phút nộ khí tích góp, bản thân phòng ngự cơ chế rốt cuộc bị kích động. Tức chết ta vậy, bản tú tài liều mạng với ngươi, thư sinh đột nhiên dừng bước, khí thế trên người đột nhiên biến đổi chỉ thấy hắn gầm lên một câu, tiếp tục mông một quyệt, đồng thời hai tay dùng sức gỡ bỏ đường sơ hai tay, cũng thuận thế hướng, phía trước hung hăng một quán. Em ma, đường sơ còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy trước mắt một hồi trời đất quay cuồng, tiếp tục thân thể tại không trung đảo lộn 180 độ, sau đó oành một tiếng ngã ở trên thảm cỏ. Chổng vó, chấn động tới ba cái châu chấu toàn thân hắn có chữ to bầy trên mặt đất hai mắt đờ đẫn nhìn lên bầu trời hai chân cùng khóe miệng đồng thời bắt đầu rút rút như thế nào cũng không nghĩ đến thoạt nhìn thư sinh yết ớt thư sinh vậy mà ẩn tăng thực lực tùy tiện một cái ném qua vai đem hắn cho ngã đến bán sống bán chết thư sinh này quả nhiên có vấn đề người trẻ tuổi, giang hồ hiểm ác, ta khuyên ngươi thiện lương, thư sinh té lật đường sơ sau đó, cũng không tiếp tục hạ thủ, mà là thần sắc khinh bỉ hướng hắn khiển trách lên. Khiển trách xong sau đó, hắn lại vỗ vỗ áo khoác tự mình trở lại vị trí cũ. Dù sao chỉ là một tân thủ chỉ đạo viên, sẽ không bởi vì nhận được người chơi quấy dày, liền đối với người chơi phát động công kích trí mạng. Ta, năm ngoái, mua cái, so sánh áo đường sơ thẳng tắp bầy trên mặt đất, phát hiện thư sinh không có tiếp tục đối với mình phát động công kích, một bên âm thầm thở phào nhẹ nhõm, một bên thầm mắng. Bất quá mắng thì mắng, đầu óc còn phải truyền. Rất nhanh, hắn lại có tân quyết định. Chạy trốn, nhất thiết phải chạy trốn. Đối phương lai lịch không rõ, đánh lại không đánh lại, cùng chết không phải là cử chỉ sáng suốt. Biện pháp tốt nhất chính là lưu được núi xanh, tương lai báo thù nữa. Vèo, nghỉ ngơi chỉ chốc lát sau, đường sơ dùng khóe mắt dư quang quan sát thư sinh, nhìn thấy đối phương cũng không có chú ý mình, hắn đột nhiên thoáng cái từ dưới đất nhảy cỡn lên. Liều mạng hướng về cách đó không xa rừng cây. Ai, người trẻ tuổi. Bách thảo thôn tại phía đông, người đi nhầm phương hướng rồi. Thư sinh nghe thấy động tĩnh, quay đầu nhìn thấy đường sơ chạy về phía rừng cây, lần nữa bắt đầu thực hiện mình tân thủ chỉ đạo chức trách. Đáng tiếc hắn tuy rằng có lòng tốt tràn đầy, nhưng nghe tại Đường Sơ trong tay chính là một chuyện khác. "Ta tìm ngươi cái quỷ, ngươi cái này lão ngân tệ." Đường Sơ vừa kêu mắng, một bên chạy trốn, dưới chân tốc độ không giảm chút nào. Nếu hắn đã nhận định thư sinh không phải người tốt lành gì, tự nhiên không thể nào nghe lời của đối phương. Nửa câu cũng sẽ không nghe, một chữ cũng không nghe. Ai, trên núi có cường đạo thư sinh thấy đường sơ không nghe nhắc nhở lần nữa đưa ra cảnh cáo hừ còn muốn làm ta sợ ta cũng không phải là hạ lớn đường sơ một bên cười lạnh một bên không chùn bước im vào rừng cây chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc ba ức người vây xem ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ không đi đường thường nghe chọn bộ tại mê truyện audio com Cùng lúc đó, Đường Sơ trong phòng phát sóng trực tiếp. Quần chúng số người đã gia tăng đến hơn 100, mới tăng thêm số người, cơ bản đều là vừa mới kia mấy chục tên quần chúng Amway qua đây. Mọi người Amway Đường Sơ nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì cùng những cái kia hàng thật giá thật người chơi so sánh, tiểu tử này bước vào trò chơi sau đó hành động tuy rằng có thể nói kỳ lạ. Nhưng xem xét tính rõ ràng càng cao nhìn bình thường người chơi làm từng bước khai hoang, khẳng định không như nhìn kỳ lạ muốn chết. Hiếu kỳ là loài người thiên tính, cười trên nỗi đau của người khác cũng vậy. Lúc này đám khán giả nhìn thấy đường sơ bị chồng vó ngã tại trên mặt đất, nhất thời liền vui vẻ, bị đánh. Bị đánh, chết cười ta, ha ha ha, NPCV 587, 66666, không lễ phép kết cục ha ha ha, NPC yêu dâu xanh ăn ta ném một cái ta cảm thấy thật giống như khả năng đại khái chủ bá đang chơi một loại nào đó nhân vật vai diễn nhân vật vai diễn đây vốn chính là nhân vật vai diễn trò chơi a à, ta cảm giác thế nào chủ bá thật giống như có chút tinh thần phân liệt phân liệt rất khen nói tinh thần chia ra ta khuyên các ngươi thiện lương mau nhìn chủ bá hắn lên rồi hắn chạy trốn hắn lên núi ồ hắn tại sao không đi tân thủ thôn đúng nga à? chạy lên núi là ý gì lẽ nào chuẩn bị lõa trang đánh giã lõa trang đánh giã nữ tệ xí ta cực hắn không sống qua nửa giờ ta áp ba cái que cay ta áp mèo nhà ta bằng mũ e mũ bằng đối với đám khán giả nghị luận đường sơ không biết chút nào một đầu đâm vào rừng cây sau đó hắn liền không ngừng nghỉ chút nào lên núi rừng sâu nơi chạy một mực chạy a chạy ước chừng chạy trốn nửa giờ mới dừng lại ô kìa mẹ a mệt chết ta thở hỗn hển ngồi ở một đầu sơn khê bên trên đá đường sơ quay đầu nhìn thấy cũng không có người đuổi theo cuối cùng thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn chung quanh phát hiện trước mặt là một tòa sơn cố u tĩnh bốn phía chim hót hoa nở dưới chân nước suối leng keng trong nước cá lội phun bọt trên cây con sóc chít chít Cảnh sắc rất tú lệ, không khí cũng mát mẻ. Chính là đường sơ trong lòng lại có chút bồn chồn. Vừa mới vì chạy thoát thân, hắn cố ý hướng lâm tử sâu bên trong xuyên, hiện tại đột nhiên phát hiện mình đặt mình trong rừng sâu núi thẳm, mới hối hận trước lựa chọn có chút lỗ mãng. Bởi vì có câu nói hảo, chim hót sơn càng u, sơn u quỷ lui tới lúc này mặc dù thái dương trên không nhưng mà ngắm nhìn bốn phía rậm rạp rừng rậm cho người cảm giác tổng giống như có thật nhiều cặp mắt con người chính tại chỗ tối không có hảo ý nhìn mình chăm chăm nghĩ tới đây đường sơ đột nhiên cảm giác được sống lưng có chút lạnh cả người không chỉ sống lưng lạnh cả người bụng cũng đau đau bụng nguyên nhân cũng đơn giản một là bởi vì vừa mới kia đoạn liều mạng lao nhanh hai là thần kinh khẩn trương hai người cùng đưa đến dạ dày co rút thuộc về bình thường hẳn bắn lên phản ứng nếu mà đường sơ biết rõ mình chỉ là đang chơi trò chơi hơn phân nửa sẽ không có loại này bất lương phản ứng đáng tiếc hắn quên hắn cho là mình thân ở một cái thế giới chân thật cho nên thân thể phản ứng cũng rất chân thật ôi chao không được không được hắn ngồi ở trên núi đá, thần kinh khẩn trương thở dốc một hồi, phát hiện đau bụng được càng ngày càng lợi hại, quả quyết làm ra một cái rất bình thường lựa chọn. Tay hắn bận rộn chân loạn tại trên người mình tìm tòi một hồi, phát hiện trên thân cũng không có mang theo khăn giấy, dứt khoát chạy đến bên dòng suối nhỏ. Trực tiếp cởi quần xuống tại bên dòng suối ngồi trồm hổm xuống. Đau bụng, kéo ba ba. Cái này rất bình thường đi không có giấy dùng nước suối kéo xong ba ba tắm cái mông cơ chí đi cùng lúc đó trong phòng phát sóng trực tiếp a à, đây chủ bá đây là ta đi hắn làm sao cởi quần ta đoán hắn là muốn thử một chút trò chơi bên trong có thể hay không kéo ba ba ta đối với chủ bá lòng kính trọng như nước sông cuồn cuộn phát triển mạnh mẽ mọi người đoán hắn đến cùng có thể hay không kéo ra ngoài đây là cái vấn đề phức tạp cần thỉnh giáo liên quan chuyên gia chuyên gia có ở đây không chuyên gia tại táo bón có chuyện trước tiên chuyển giấy hẳn có thể dù sao cái trò chơi này là lấy mô phỏng thực tế làm điểm bán có đạo lý chờ si bên trong mọi người cùng nhau chờ si thánh quang mau tránh ra phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả nhìn thấy đường sơ lạ lùng cử động sau đó lần nữa hưng phấn lên vừa mới có chút thiếu mưa bình luận, cũng lại lần nữa quét qua lên. Đối với mình bị vây nhìn chuyện, đường sơ không biết chút nào. Hắn cởi quần xuống ngồi xuống sau đó, cũng không có chuyên tâm kéo ba ba, mà là đem lực chú ý chuyển đến hai kiện đồ vật bên trên. Hai món đồ này, là vừa rồi tại trên thân tìm giấy vệ sinh thời điểm móc ra. Chuyện thứ nhất là một cái mang bằng gỗ vỏ đao tiểu đao, liền cán đao tổng cộng dài chừng 20cm khoảng, tạo hình siêu cấp giản lược, hơn nữa có phần cũ kỹ, nhưng lưỡi đao cũng rất sắc bén. Kiện thứ hai là một cây ngón cái to ống trúc, bộ dáng thoạt nhìn có chút kỳ quái. Đường sơ phát hiện bản thân bên trên mang theo một cây dao nhỏ sau đó, tâm lý một hồi kinh hỉ tiểu đao tuy rằng rất nhỏ cũng không có thể đốn củi cũng không thể săn thú nhưng đối với một cái một mình hoang giao dã ngoại người đến nói tuyệt đối là giết người phóng hỏa a à không là bản thân an ủi cần thiết thần khí lật xem tiểu đao chốc lát đường sơ liền đem nó thu vào tiếp tục nghiên cứu cái kia ống trúc đây nghiên cứu một chút để cho hắn càng thêm kinh hỉ nguyên lai like cây này kỳ quái ống trúc, vậy mà có thể từ trong bộ hướng hai bên rút ra, rút ra sau đó bên trong lại lộ ra một cái khác đoạn ống trúc nhỏ. Ống trúc nhỏ bên trong còn chất đầy màu đen sợi bông dạng đồ vật. Tiến tới trên lỗ mũi ngửi một cái, còn có thản nhiên mùi khét. Ô, đây là, đường sơ phát hiện ống trúc bên trong cấu tạo sau đó, bộ não đột nhiên bên trong linh quang chợt lóe. Hắn nhớ tới một loại nào đó chỉ ở phim truyền hình bên trong thấy qua cổ đại thần khí, lúc này liền ôm lấy thử nhìn một chút tâm tình dơ lên ống chốc. Hướng về phía những cái kia màu đen sợi bông thổi một ngụm. Hô, không ngoài sở liệu, một đoàn hỏa diễm lập tức từ sợi bông bên trên nhảy vọt lên cao lên. Hộp quẹt quả nhiên là hộp quẹt. Đường Sơ nhìn thấy hỏa diễm bốc lên, một bên hoan hô, một bên hưng phấn từ tại chỗ nhảy dựng lên không sai hắn vừa mới nghĩ đến cổ đại thần khí chính là hộp quẹt nhà du lịch một kiện khác thần khí bây giờ trên tay có tiểu đao lại có mồi lửa hoang dao dã ngoại trở nên chẳng phải đáng sợ nhưng hắn không biết là hộp quẹt cùng tiểu đao vốn là tân thủ người chơi phù hợp căn bản không đáng ngạc nhiên ngược lại thì hắn chỉ lo cái mông trần nhảy nhót không có phòng đến quần đang bọc ở hai chân nơi mắt cá chân kết quả đưa đến một đợt bi kịch ai mẹ chỉ thấy đường sơ nhảy nhót rồi hai lần trong miệng đột nhiên phát ra thét một tiếng kinh hãi tiếp tục lảo đảo một cái ngã vào trong nước suối chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tửu trùng cộng hầu nhi tửu bằng tửu cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ vệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc ba ức người vây xem ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ ngươi đừng tới đây a à. nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Dì, bùng cháy hộp quẹt chìm vào trong nước trong nháy mắt bốc lên một đoàn khói mù ổ thấu đường sơ phản ứng rất nhanh vừa ngã vào trong nước liền bò dậy hắn một tay nhấc đến quần, một tay giơ hộp quẹt liền lăn một vòng trở lại trên bờ. Đáng tiếc, lúc này đã trễ. Trong tay hộp quẹt đã triệt để dập tát. Trong ống trúc rót đầy thủy, đừng nói hỏa tinh, ngay cả hơi nóng đều không tồn tại. Ta sao 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 sao, sao sao sao. Đường sơ thấy vậy, nhất thời giận đến chửi như tát nước. Bát hắn thở phì phò đem trong tay hộp quẹt vứt xuống đất quang nửa cái mông ngồi ở trên đá, bắt đầu tự mình sinh buồn bực. Vốn tưởng rằng có mồi lửa, dã ngoại sinh tồn có thể nhiều một phần bảo đảm. Ai biết cao hứng vẫn chưa tới mấy giây, con vịt đã đun sôi liền bay. Có thể quá khó khăn. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, 233.333 thật no vui quá hóa buồn một cái mồi lửa mà thôi, kích động cái gì, gió thổi cái mông thê lương, thủy bắn lên đinh đinh run rẩy. Hảo ướt, hảo ướt, quần cũng không mặc, chủ bá sợ không phải cái kẻ đần độn. Hắn thật giống như cắm vào mình kéo ba ba bên trong. O o chết cười ta, vốn tưởng rằng là đại thần, ai biết là cái ngốc ngách thần kỳ kịch bản hướng đi. Đám khán giả nhìn thấy đường sơ cái mông trần ở trong game dày vò, quả thực cũng sắp cười điên. Kết quả là mọi người lại bắt đầu mới một đợt amway, hô hoán mình thân bằng hảo hữu cùng đi nhìn kỳ lạ. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong số người lại nghênh đón mới một đợt tăng trưởng. Đường Sơ tại trên đá ngồi lát nữa, chậm rãi khôi phục tâm tình. Tuy rằng tao ngộ thất bại, nhưng trò chơi không đúng với hắn mà nói, là xuyên việt cầu sinh còn phải tiếp tục trước mắt thái dương cao chiếu chính trực vào buổi trưa bốn phía thoạt nhìn không có gì nguy hiểm nhưng ngày luôn là sắp tối đến lúc buổi tối rừng sâu núi thẳm không phải là ngủ ngoài trời địa phương tốt vạn nhất đi ra cái bạch nhãn hổ suy nghĩ một chút đều cảm thấy đáng sợ đường sơ một chút nghĩ ngợi liền nhắc tới ướt nhẹp quần lại lần nữa cột chắc dây lưng quần dọc theo dòng suối phương hướng đi xuống chân núi nhưng mà Sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Hắn vừa dọc theo dòng suối quẹo qua một cái sơn loan, lại đột nhiên đồng tử co rụt lại, cả người cứng ở tại chỗ. Nguyên lai phía trước không đến vài chục bước địa phương, lại có một cái toàn thân màu đen cỡ lớn động vật hoang dã, chính tại bên dòng suối bùn ướt trong đất khoái trá lăn qua lăn lại. Cái này động vật hoang dã thân dài ước chừng 2 mét, vóc dáng tròn xe còn giống cái thùng dầu, phía sau cái mông điểm xuyết một cái quyển khúc cái đuôi nhỏ. Nó một bên tại hố bùn bên trong lăn qua lăn lại, một bên phát ra hàng xích hàng xích âm thanh, có vẻ rất là thích ý, không sai, đây là một cái heo. Dã chư, đại dã chư, trọng lượng cơ thể vượt qua 500 cân đại dã chư đường sơ nhìn thấy gần trong gang tất đại gia hỏa, tại chỗ liền hít thở không thông. Hắn sống như vậy lớn, tuy rằng chỉ ở trên TV gặp qua dã chư, nhưng mà không chỉ một lần nghe nói qua một heo hai hùng tam lão hồ cách nói, biết rõ vừa được nhất định dáng dã chư. Mới là rừng rậm đáng sợ nhất động vật. Lúc này nhìn thấy một đầu sống sờ sờ đại dã chư xuất hiện tại trước mặt cả người trong nháy mắt sẽ không tốt cùng lúc đó, chính tại hố bùn bên trong lan lộn dã trư, cũng phát hiện bên cạnh khách không mời mà đến. Nó lấy hoàn toàn không phù hợp mình dáng động tác bén nhạy, xì chuồn mất một hồi đứng lên. Đại dã trư dùng hai cái đen nhánh mắt ti hí nhìn chằm chằm đường sơ, đồng thời mân mê ngoài miệng đáng sợ răng nanh, trong miệng phát ra hừ hừ âm thanh hướng hắn tiến hành thị uy. Đường sơ nhìn thấy mình hành tung bại lộ, quả thực cũng sắp khóc. Ngươi! người ơi, người đừng tới đây a à, hắn một bên theo bản năng lui về phía sau một bên run lập cập đưa ra cảnh cáo nhưng hắn không lùi về sau may mà một lùi về sau liền cho địch nhân tăng khí thế cao đại dã chưa thấy vậy đột nhiên phát ra một tiếng kêu quái dị đột nhiên hướng phía trước vọt đến đừng nhìn nó hình thể to mập nhưng tốc độ lại mau đến bất khả tư nghị trong nháy mắt liền thoát ra mấy mét khoảng cách cũng may đường sơ ti rằng vội vàng không kịp chuẩn bị, nhưng đầu óc vẫn còn tính toán rõ ràng tình. Ổ thấu, hắn bị dọa sợ đến kinh hô một tiếng, không nói hai lời liền trốn bên cạnh phía sau đại thu. ầm ầm chủ động phát động công kích đại dã trư từ đường sơ ban đầu đứng vị trí sông qua, giống như một chiếc xe tăng tựa như đụng vào phía sau trong bụi cây rậm rạp. Đem bên trong hoa cỏ cây cối đụng phải cành lá bay loạn một cây trừng cẳng chân lớn bằng cây tùng, vậy mà tại chỗ bị nó va thành hai khúc. Đường sơ nhìn thấy đây đáng sợ một màn, bị dọa sợ đến khóe miệng mạnh mẽ rút. Đang muốn tìm cái phương hướng chạy trốn, lại phát hiện căn bản không kịp. Bởi vì đụng vào trong bụi cỏ đại dã chư, căn bản không có nhận được địa hình hạn chế. Nó chỉ là tại chỗ xoay người, lại lần nữa xông về. Người cái quái gì vậy còn tới? đường sơ thấy vậy vừa tức vừa sợ, bất đắc dĩ chỉ có thể lần nữa trốn phía sau đại thù. Vèo, đại giã trư lần thứ hai từ hắn lúc trước đứng vị trí sông qua, một mực vọt tới bên dòng suối nhỏ bên trên mới bắt đầu thắng xe. Chỉ thấy nó ngồi xuống phần đuôi bắt mông khi má phanh, hai cái móng sau chày trên mặt đất khi dừng xe cấy, vậy mà tại bùn cát trên gành bãi cầy ra rồi hai đạo thẳng rãnh sâu. Ta đi! đường sơ nhìn thấy bùn cắt tung tóe khôi hài tràng diện bản năng buồn cười nhưng căn bản không cười nổi bởi vì đại dã trư sau khi dừng lại liền một hơi đều không ngừng lại lần nữa quay đầu hướng hắn vọt tới một bộ hôm nay ta không chạm chết ngươi ta thì không phải heo trách nhiệm tư thế đường sơ thấy tình hình này chỉ có thể tiếp tục vòng quanh đại thụ né tránh mà đại dã trư bị giới hạn não sức chứa cũng không biết thay đổi chiến thuật nó một lần nữa cùng mục tiêu thân sượt qua nhau vọt vào phía sau trong bụi cây rậm rạp kết quả là một người một heo liền vòng quanh đại thụ bắt đầu chơi trốn tìm trò chơi ổ thảo dã quái oa à, thật lớn một cái heo thê ta viết hoa nhị sư huynh sử dụng ra tất sát kỹ lợn đột nhiên lợn đột nhiên cộng một chạy cái gì a à, đi a à, đi a à a à, liền được một cái dã quái mà thôi sợ cái búa chính diện vừa a à, vừa các ngươi đầu a à, các ngươi cho rằng đây là viễn cổ trò chơi quái vật đều rất giòn chính phải chính phải đây là lấy thực tế số liệu làm trụ cột đồ án trò chơi không sai dã trừ không phải ngươi nhớ a à, nhớ a à là có thể a à, trượt vậy chỉ dùng trượt trượt tạm được nói trượt không thấy dạ dày lợn từ cũng sắp sát mặt đất không các ngươi lướt qua đi uống sữa uống sữa cộng một a à, thế giới tốt đẹp như vậy heo ngươi vì sao táo bạo như vậy như vậy vấn đề đến chủ bá cùng dã chư chi chiến cuối cùng ai sẽ thắng ra ta đoán là heo phải là heo nhị sư huynh cộng một phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả vốn tưởng rằng đường sơ đưa lên quần sau đó sẽ nghênh đón một đoạn nội dung cốt truyện bên trên bình tĩnh kỳ ai biết còn không chờ ba phút liền thấy hắn cùng một đầu đại dã chư khởi mâu thuẫn lập tức lại soát khởi mưa bình luận so với những cái kia còn tại tân thủ thôn làm tân thủ nhiệm vụ chủ bá đường sơ trò chơi bắt đầu thật là quá quái dị quá kích thích rồi đám khán giả nhớ không hưng phấn cũng không được loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua ba ức người vây xem, ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỳ đại chiến nhị sư huynh. Nghe chọn bộ tại mê truyện audio com. Tại đám khán giả nhiệt liệt nghị luận người heo đại chiến thời khắc trên màn ảnh bỗng nhiên lại nhớ lại rất nhiều kỳ quái mưa bình luận. Tính bằng đơn vị hàng vạn tân quần chúng, đột nhiên không giải thích được tràn vào phòng phát sóng trực tiếp những này tân quần chúng vừa vào phòng phát sóng trực tiếp, liền bắt đầu soát mưa bình luận, như thế nào cùng ta tưởng tượng có ức điểm điểm không giống nhau, tình huống gì? Ô, đại lão đang đánh giã cầu đại thần giải thích nghi hoặc chủ bá vừa mới đã làm gì? Làm sao tích lũy ác danh trị, có ai để giải thích một chút không? Ta lòng ngạo thiên đến trước chứng kiến thiên hạ đệ nhất ác nhân phong thái, oa! ác nhân đại lão chính là nghiêu bài, liền nhanh như vậy bắt đầu xoát dã xoát giã, giã 6666, kinh sợ. Đây là trò chơi gì độ tiến triển, rất nhiều kỳ quái mưa bình luận xuất hiện tại trên màn ảnh. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong lão đám khán giả nhìn thấy những này mưa bình luận và nhanh chóng tăng vọt quần chúng số người, đều có chút không tìm được manh mối ngay sau đó mọi người liền bắt đầu không ngại học hỏi kẻ dưới làm sao cướp bóc vừa đưa ra nhiều người như vậy các ngươi đang nói cái gì cái gì ác danh trị cái gì thiên hạ đệ nhất ác nhân ý gì a à? mới tới quần chúng nhìn thấy trên màn ảnh phiêu động qua vấn đề một phần nhiệt tâm người lập tức giải thích lên các ngươi còn không biết rõ hở vị này chủ bá vừa mới lên rồi giang hồ ác danh bảng hắn tại ác danh bảng bên trên số dương thứ nhất đếm ngược cũng đệ nhất thiên hạ đệ nhất đại ác nhân thỉnh giáo đến sớm các vị chủ bá vừa mới đến cùng làm cái gì a à? hắn tại sao có thể có ác danh trị chủ bá có phải hay không sát hại người chơi khác lẽ nào đánh giã sẽ tích lũy ác danh hắn là không phải làm cái gì chuyện thương thiên hại lý tân đám khán giả trả lời cùng nghi vấn để cho lão đám khán giả giờ khóc giờ cười bởi vì mọi người hơi chút nhớ lại liền hiểu là chuyện gì xảy ra chân tướng sự tình rất đơn giản nhờ vào lần này trung cực kiểm tra làm giang hồ danh nhân bảng khiêu chiến thi đấu tại danh nhân bảng phía dưới còn chia làm rất nhiều từ bảng phân biệt bao gồm hiệp nghĩa bảng ác danh bảng tài sản bảng, chiến công bảng. Chờ một chút, tên như ý nghĩa, hiệp nghĩa bảng có thể thông qua hành hiệp trượng nghĩa tích lũy điểm anh hùng leo lên đi, ác danh bảng chính là thông qua làm chuyện xấu tích lũy ác danh trị đi lên bảng. Tài sản bảng kháo tiền tài bao nhiêu, chiến công bảng kháo chiến công. Những mầm mống này bảng chủng loại tuy rằng khác nhau, nhưng có thể đồng thời cạnh tranh giang hồ danh nhân bảng tổng xếp hạng trước đường sơ tiến vào trò chơi thời điểm, bởi vì mau quên chứng phát tác lầm tưởng mình xuyên Việt còn nhận định tân thủ chỉ đạo viên chính là hắc thủ sau màn. Ngay sau đó liền đối với tân thủ chỉ đạo viên phát động móc lốp. Kết quả bị hệ thống ban thưởng 10 điểm ác danh trị. Chính là đây 10 điểm ác danh trị, khiến cho hắn trời xui đất khiến thành hiện giai đoạn trong trò chơi cái thứ nhất, cũng là duy nhất một cái leo lên ác danh bảng người chơi có câu nói thật tốt, người sợ nổi danh heo sợ mập. Tuy rằng, mộng nhập giang hồ, trò chơi này có trước giờ chưa từng có khai phóng tính, người chơi có thể tự chủ lựa chọn bái sư học võ, buôn bán mở tiệm, đi lính đánh trận, khoa cử làm quan. Thậm chí là vào rừng làm cướp cùng tạo phản chờ một chút nhưng lúc này trò chơi còn tại bắt đầu giai đoạn cơ hồ tất cả người chơi đều còn ở tân thủ thôn quen thuộc trò chơi căn bản không có người tích lũy ác danh trị cho nên đường sơ liền đương nhiên thành thiên hạ đệ nhất đại ác nhân vì vậy mà rất nhiều nhìn thấy ác danh bằng quần chúng liền ôm lấy lòng hiếu kỳ tràn vào hắn phòng phát sóng trực tiếp đến trước tìm tòi kết quả Trò chơi bên trong đích thực đường sơ, căn bản không biết tự mình đã thành danh người, càng không biết có mấy vạn người đang vây xem mình. Hắn đang bận cùng đại dã trư đấu trí so dũng khí. Tuy rằng hắn luôn muốn tìm cơ hội chạy trốn, nhưng mà bất đắc dĩ đại dã trư không đáp ứng, không phải muốn cùng hắn nhất quyết thư hùng. Gào gào gào, ầm ầm tinh lực rồi rào nhị sư huynh phát động lần lượt công kích tuy rằng mỗi lần đều cùng đường sơ gặp thoáng qua nhưng lại như một lưu lưu cầu tựa như đi tới đi lui không ngừng không có ý buông tha chút nào đại thụ bốn phía lùm cây đều bị đại dã chư chạm được ngã đông ngã tây bên dòng suối xa địa cũng bị nó dùng mông cùng móng sau cây ra rồi từng đường từng đường thắng xe vết tích chiến đấu hiện trường có thể nói một mảnh hỗn độn Đường sơ tuy rằng vừa kinh vừa sợ, nhưng lại dám tìm không đến cơ hội thoát thân, chỉ có thể một mực vòng quanh đại thụ xoay quanh. Nhưng hắn cũng biết, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Tuy rằng trên tay có đem tiểu đao, nhưng đi a là không có khả năng đi a. Đừng nói ra lợn rừng xoàng thịt dày căn bản a bất động, vạn nhất bị nó cắn một cái vậy sẽ thua lỗ lớn. Mặt khác ló cao cũng là không thể nào ló cao bởi vì hắn đã sớm quên mình là ở trong game, cho là mình xuyên việt đến một cái khác thế giới hiện thật. Cho nên đang suy tư một hồi sau đó, Đường Sơ quyết định bắt buộc mạo hiểm. Xuống nước, hắn muốn dẫn đến đại dã trư xuống nước. Vừa mới tại nhiễu đại thụ xoay quanh thời điểm, hắn bất ngờ nhìn thấy cách đó không xa dòng suối chỗ rẽ, có một tương đối dài rộng tiếp cận 6, 7 mét đại thủy đàm, hơn nữa xem ra rất sâu bộ dáng. Cái này đại thủy đàm, chính là mục tiêu. Ngay tại lúc này, thừa dịp đại dã trư lại một lần nữa công kích quá mức, đường sơ hung hăng cắn răng một cái, quả quyết từ phía sau đại thụ lao ra, chạy thẳng tới đầm nước mà đi. Két, đại dã trư không có chạm đến mục tiêu, ngay lập tức sẽ dùng mông ngưng lại xe, quay đầu đuổi theo. Người ở phía trước chạy, heo ở phía sau truy. Chàng diện rất vui vẻ. Phù phù đường sơ vọt tới bên đầm nước sau đó, căn bản bất chấp quay đầu, trực tiếp hít sâu một hơi đâm vào trong nước. Vào nước sau đó, hắn không có vội vã nổi lên, mà là tiếp tục hướng về đầm nước sâu bên trong lẻn đi. ầm ầm đại dã chư cũng đuổi sát cái mông của hắn mà đến. Đối mặt trước mắt đầm nước, nhị sư huynh không trần chờ chút nào, không nói hai lời đi theo nhảy vào trong nước bất quá bọt nước văng khắp nơi bên trong nó lại không có có thể giống như đường sơ một dạng lẻn vào dưới nước mà là tại bản năng cùng khắp người phì phiêu hai tầng dưới tác dụng trực tiếp lơ lửng ở trên mặt nước nó đạp nước bốn cái móng heo lớn một bên ở trên mặt nước xoay quanh một bên tức giận gào khóc gọi tựa hồ là đang biểu đạt đối với con mồi đột nhiên biến mất bất mãn nhưng mà ngay tại lúc này đột nhiên xảy ra dị biến chỉ thấy đại dã chư thân thể, đột nhiên như bị là thứ gì níu lại đó, chợt hướng dưới nước trầm xuống. Không sai, tại dưới nước ném ra nó chính là đường sơ. Nguyên lai like đường sơ sinh ra ở giang nam sông nước, từ nhỏ liền cùng dòng sông ao nước kết gắn bó keo sơn, thủy tính đó là tương đối tốt, cho nên mới chủ động lựa chọn hướng trong đầm nước nhảy. Hắn có một kế hoạch, một cái tiêu diệt kế hoạch của địch nhân lẻn vào dưới nước sau đó, ngẩng đầu nhìn đến đại dã trư quả thật cùng mình dự đoán một dạng, chỉ có thể nổi trên mặt nước bơi lội mà sẽ không lặn xuống nước. Hắn liền lập tức bắt đầu thực hiện kế hoạch của mình. Lặng lẽ hướng thượng du rồi một đoạn khoảng cách đường sơ đột nhiên dùng hai tay kéo lại một cái heo móng sau, bắt đầu dùng sức đi xuống ném ra. Hắn muốn đem đại dã chư quăng đến dưới nước chết chìm ngươi không đành lòng đừng trách ta bất nghĩa nếu ngươi không phải muốn chạm chết ta vậy ta thì nhất định phải chết chìm ngươi công bằng lại hợp lý hôm nay không phải là người chết chính là heo vong loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua ba ức người vây xem ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ heo bị kẹp lại rồi nghe chọn bộ tại mê com cùng lúc đó đại dã chư bị biến cố đột nhiên xuất hiện giật mình nó phát hiện dưới nước có cái gì tại ném ra mình móng sau một bên liều mạng đá đạp lung tung tứ chi nổi lên mặt nước một bên vạn phần hoảng sợ la hét nhưng mà vừa mới há mồm liền bị nước suối sặc chừng mấy miệng gào ba ba gào gào ba 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 tại bản năng điều động bị hoảng sợ đại dã chư bắt đầu liều mạng hướng về bên bờ bơi bốn cái thô ngắn móng heo lớn ở trong nước điên cuồng đá đạp lung tung giống như xe bốn bánh như bánh xe động lực dâng trào thế không thể kháng cự đây liền có thể thương rồi dưới nước đường sơ hắn vốn tưởng rằng bằng vào mình xuất chúng thủy tính liền tính không thể trực tiếp đem đại dã chư chết chìm cũng có thể đem nó kéo tại nước sâu bên trong thẳng đến nó sức cùng lực kiệt chết chìm mà chết nhưng mà sự thật chứng minh, hắn nghiêm trọng đánh giá thấp nhị sư huynh lực lượng. Đại dã chư tứ chi vừa mới bắt đầu đá đạp lung tung, liền dễ như trở bàn tay đem đường sơ cả người mang trên dưới tung bay, quả thực giống như một khối bị trục lăn máy giặt quần áo vung vẫy rẻ lao. Đường sơ nguyên bản có thể tại dưới nước nín thở ước chừng 2 phút, nhưng mà bị như vậy lăn qua lăn lại, cũng đi theo bắt đầu sặc nước. Kết quả là một bộ kỳ quái hình ảnh xuất hiện tại trong đầm nước. Một đầu đại dã trư ở trên mặt nước chìm chìm nổi nổi, một bên gào khóc gọi, một bên sặc nước, dưới nước có người bắt lấy nó một cái móng sau, một bên theo sóng bay lượn. Một bên không ngừng phun bong bóng. Nhìn qua chuẩn bị lấy mạng đổi mạng bộ dáng, cũng may người heo cùng Huyệt Khảo cổ học nghi án, cuối cùng cũng không có phát sinh. Bởi vì đường sơ trước tiên trụ không được rồi hắn thân ở dưới nước hoàn toàn tiếp xúc không đến không khí mỗi lần ba ba đều chỉ có thể sặc thủy không giống đại dã chư dạng này mỗi lần ba ba còn có thể hô hấp đến một nửa không khí cho nên liên tục uống mấy ngụm nước sau đó hắn liền vội vàng buông tay ra nổi lên mặt nước liều mạng hướng về bên đầm nước bơi đi mà đại dã chư không có cản người cũng nhanh nhanh hướng về một bên kia bơi đi chỉ chốc lát sau một người một heo lên một lượt bờ đường sơ mặt đỏ tía tai quỳ gối bãi cắt một bên liều mạng ho khan vừa bắt đầu khạc nước ầm 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 ước chừng ói ba lít nhiều vừa mới ôm lấy móng heo tại dưới nước quay cuồng thiếu chút không cho hắn sặc chết một cái khác một bên đại dã chư thảm hại hơn nó tứ chi run lên nằm ở trên mặt cắt, một bên thở không ra hơi giống lên, một bên cũng bắt đầu điên cuồng khạc nước. ầm 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 ước chừng ói 30 thăng. Với tư cách bị tập kích một phương, nhị sư huynh sạc thủy rõ ràng càng nhiều. Đương nhiên, cùng nó miệng lớn cũng có nhất định quan hệ. Thời gian lại qua 2 phút. Một người một heo cách đầm nước, các cố riêng ói lát nữa thủy, từng bước thong thả lại sức song phương cơ hồ đồng thời quay đầu nhìn về phía đối phương. Đại dã chư loạn trọng từ trên cắt đứng lên, chuyển thân dùng hai cái mắt ti hí nhìn chằm chặp đường sơ, đồng thời cúi thấp đầu, bắt đầu dùng hai cái vó trước đào dưới chân đất cát. Rất hiển nhiên, nó đã bị triệt để chọc giận. Hôm nay không cùng nhân loại trước mắt phân cái ngươi chết ta sống, nó là sẽ không nghỉ đường sơ cũng chậm rãi đứng lên, một bên khẩn trương nhìn chằm chằm đại dã chư, vừa bắt đầu nghĩ ngợi nên đi chạy đi đâu. Vừa mới không thể chết chìm đối phương, hắn biết rõ mình đã bỏ lỡ tiêu diệt địch nhân tốt nhất cơ hội. Lúc này nếu mà cùng đối phương ở trên đất bằng liều mạng, 10 cái hắn đều chắc chắn phải chết. Xong ngỗng, mở ra cuồng bạo loại hình đại dã chư căn bản không cho hắn cơ hội suy tính nó vừa vặn nhìn chòng chọc đường sơ mấy giây liền phát ra gào một tiếng kêu quái dị thân thể liền giống như như mùi tên rời cung hướng hạ du chỗ nước cạn phóng tới chuẩn bị vòng qua đầm nước tiếp tục phát động công kích ngoạ tàu đường sơ thấy vậy bị dọa sợ đến thẳng gào thét miệng liền vội vàng hướng lên trên bơi chỗ nước cạn chạy hắn chuẩn bị diễn lại trò cũ vòng quanh đầm nước xoay quanh bởi vì dòng suối hai bờ sông đều là đất trống căn bản không có khả năng vòng quanh đại thù lúc này duy nhất có thể tự vệ biện pháp chính là vòng quanh đầm nước né tránh hắn không có lựa chọn lần nữa nhảy nước vào đầm nguyên nhân cũng rất đơn giản bởi vì vừa mới lúc hạ thủy hắn đã phát hiện nước suối thật lạnh biết rõ nếu mình lần nữa nhảy vào đầm nước đại dã chư cũng tại bên bờ trông coi mình sớm muộn đều sẽ bởi vì nhiệt độ cơ thể quá thấp mà ngủm. Đáng tiếc sự thật chứng minh, Đường Sơ lại một lần nữa đánh giá thấp đại dã chư thực lực. Tuy rằng nhị sư huynh lớn lên phì mập thể trắng, nhưng mà tốc độ chạy trốn nhưng vượt xa thường nhân. Hắn vừa vặn vòng quanh đầm nước chạy trốn nửa vòng, đại dã Trư đã chạy xong hơn nửa vòng, đuổi tới phía sau hắn không đến 10 mét vị trí. Hơn nữa, còn có càng chạy càng nhanh khuynh hướng ta thấu, Đường Sơ thấy tình hình này, bị dọa sợ tóc gáy dựng đứng. Nhìn thấy phía trước trên bờ cát có một tảng đá lớn, hắn quả quyết thay đổi sách lược, tiếp tục hướng về đá lớn chạy đi. Khối này đá lớn chừng một cái cao hơn người, giống như sụp đổ nồi một dạng khảm tại trên cát, cự thạch tứ phía tuy rằng không tính quá dốc, nhưng mà phi thường bóng loáng. Thoạt nhìn không quá dễ dàng leo lên đường sơ dưới tình thế cấp bách chỉ có thể đánh cuộc một lần dã chư móng dễ dàng trượt, mình liền có thể đứng tại đá lớn đỉnh chóp, né tránh công kích của nó. Đáng tiếc, hắn lại đánh giá thấp cái thế giới này ác ý. Bởi vì khi hắn mão đủ toàn lực, lấy sai một ly chi thế tránh thoát đại dã chư răng nanh, thành công sông lên đá lớn chóp đỉnh thời khắc, lại đột nhiên dưới chân hết sạch. Xì chuồn mất một tiếng rơi vào một đầu khe đá trong đó nguyên lai like khối này đá lớn từ chính diện nhìn xong chỉnh vô thiếu nhưng là từ mặt bên nhìn lại có thể phát hiện nó đã sớm nứt ra hai nửa một đầu bên trên rộng bên dưới hẹp cái khe lớn ngang qua rồi cự thạch trung bộ đường sơ bằng vào quán tính sông lên đá lớn đỉnh chóp căn bản không có ngờ tới sẽ gặp phải loại tình huống này tại chỗ liền chúng phải chiêu cũng may cổ nhân có lời tài ông mất ngựa họa phúc khôn lường khi đường sơ thuận theo vết nứt rơi xuống mặt bị ném được hai mắt lật trắng thời khắc khiến người không tưởng được một màn xuất hiện. Đại dã chư vậy mà bằng vào khủng lồ quán tính, cũng đi theo sông lên đá lớn đỉnh chóp. Nó không chỉ sông lên đá lớn đỉnh chóp, còn trực tiếp dẫm vào rồi đường sơ vết xe đổ. Oanh! chỉ thấy đại dã chư chân trước tại vết nứt bên trong đạp hụt, đầu heo lại lần nữa đánh vào đối diện nửa khối trên đá lớn, tiếp tục thân thể bản năng lắc một cái, liền trổng vó rơi vào trong cái khe. Ầm ầm, to mập thân thể mang theo đá vụn đi xuống rồi nửa mét tại chỗ liền kẹt. Nguyên lai like đá lớn trung gian vết nứt tuy rằng trung bình chiều rộng ước chừng 60-70 cm, có thể để cho đường sơ va va chạm chạm rớt xuống dưới đáy nhưng mà bởi vì bên trên rộng bên dưới hẹp, chính giữa bộ phận căn bản không cho phép một đầu 500 cân đại dã chư thông qua. Xui xẻo đại dã chư trồng vó kẹt ở trong khe đá, muốn lên bên trên không đi, nhớ hạ hạ không đến. Gào, gào gào gào, gào gào, ô, vù vù, ọc. Nó chỉ có thể một bên điên cuồng giống lên, một bên liều mạng ưỡn ẹo thân thể, cố gắng từ trong tránh thoát được có thể nó càng dãy rùa, lại càng đi xuống hãm vào, càng hướng xuống hãm vào, vết nứt lại càng hẹp, vết nứt càng hẹp, liền thẻ được càng chặt. Đại dã chư bắt đầu còn có thể uốn tới ẹo lui, chậm rãi trở nên không có cách nào nhúc nhích, thậm chí ngay cả âm thanh thảm thiết cũng bởi vì phổi nhận được uy áp, trở nên hồn hà hồn hền. Nằm ở phía dưới đường sơ thấy vậy tình trạng mới đầu mặt đầy mộng bước. Nhưng mà trong chốc lát, hắn liền tỉnh ngộ qua đây hắn liền vội vàng thuận theo khe đá bò ra, đứng tại bên cạnh quan sát tình huống. Đây xem một chút xét, nhất thời mừng rỡ khôn kể xiết. Chỉ thấy đại dã chư lấy chồng vó tư thế, vững vàng kẹt ở trong khe đá, căn bản không thể nào chạy trốn. Đừng nói dựa vào chính mình tránh thoát, cho dù có người muốn cứu nó, cũng phải vận dụng cần cẩu mới được. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc ba ức người vây xem ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỳ các người nghĩ quá rồi nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đường sơ nhìn thấy đại dã chư không thể động đậy, trong nháy mắt liền đem trong tâm kinh hoàng quăng ra ngoài chín tầng mây. Hai tay của hắn chống nạnh nhìn chằm chằm nhị sư huynh, mặt đầy cười ác độc bắt đầu trang bức. Hừ, người cái này không biết phải trái mập chết bầm, lại dám cùng ta gọi là bàn. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa không phải muốn xong. Ta hôm nay sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là nhân tâm hiểm ác nói xong liền bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm tiện tay hung khí bất quá tìm tòi chốc lát đường sơ lại có chút gãi đầu bởi vì hắn chợt phát hiện mình vậy mà tìm không đến có thể giết chết đại dã chư đạo cụ nguyên bản trên thân ngược lại có hai kiện đồ vật một là hộp quẹt hai là tiểu đao có thể hộp quẹt đã bị hủy nếu như nó còn có thể dùng, lúc này liền có thể tại khe đá bên dưới chiếc một nhóm củi lửa, trực tiếp đem nhị sư huynh cho nướng chín, thuận tiện còn có thể nếm thử một chút nướng thịt heo rừng tư vị. Mặt khác tiểu Đao cũng thất lạc. Nếu mà nó vừa mới không có ném, Đường Sơ còn có thể leo đến đá lớn đỉnh chóp, chậm rãi đem nhị sư huynh mổ bụng ra, hoặc là đi vòng qua khe đá một cái khác một bên, cho nó một cái chí mạng thiên niên sát. Nhưng hai kiện cái gì cũng không có đổi dùng đá đập đi, như vậy lớn dã trư cũng không phải tùy tiện có thể đập chết, hơn nữa khe đá hạn chế phát huy. Nhưng mà có câu nói thật tốt, không có việc gì khó, sợ nhất người cố ý. Đường Sơ lúc này vạn phần thống hận trước mắt đại dã trư, đã hạ quyết tâm muốn đưa nó bên trên tây thiên, cho nên trải qua một phen nghiêm túc tự hỏi sau đó. Vẫn là nghĩ ra một cái giết heo không thấy máu biện pháp tốt hắn bước chân tại bãi sông bốn phía kiểm tra một hồi cuối cùng chọn một địa phương bắt đầu đào bùn không sai chính là bùn ướt nhẹp bùn hắn tay không đào ra một đống lớn bùn sau đó lại đem bọn nó chuyên trở đến vết nứt bên cạnh gào ô gào gáo. kẹt ở trong khe đá đại dã chưa thấy đường sơ đi mà trở lại tựa hồ ý thức được đại sự không ổn lại bắt đầu gân giọng la hét nhưng đường sơ căn bản không để ý nó hắn từ trong đống bùn đoàn hai cái lớn quả cầu bùn sau đó một tay một cái nâng quả cầu bùn nghiêng người chen vào khe đá gào 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 đại dã chư nhìn thấy địch nhân tiếp cận gọi càng thêm thê thảm nhưng đường sơ vẫn không hề bị lay động hắn chen đến đại dã chư bên cạnh nửa mét nơi chậm rãi giơ tay phải lên bên trong quả cầu bùn đột nhiên chờ đúng thời cơ hướng nó trên mặt đập tới Phốc suy ướt nhẹp quả cầu bùn đập vào heo trên mặt một nửa dán lại rồi cái mũi của nó một nửa đập chúng trong miệng của nó đáng thương đại dã chư bị bùn ướt dán lại rồi lỗ mũi thiếu chút tại chỗ ngạt thở thở hổn hển thở hổn hển si nó bản năng hướng ra ngoài ống phun khói muốn đem trong lỗ mũi bùn sông ra nhưng mà bởi vì thân thể thật chặt kẹt ở trong khe đá lồng ngực đã nhận được nghiêm trọng uy áp phổi vốn là thiếu hụt không khí cho nên nó chỉ phún rồi mấy lần liền không kịp đợi bắt đầu lại lần nữa hít hơi phốc suy ngay tại lúc này cái thứ hai quả cầu bùn lại phiêu nhiên mà đến lần nữa dán lại rồi cái mũi của nó hút trượt đại dã chư vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt liền đem một đại đống bùn ướt hít vào rồi trong phổi không không không, gào không không. Đáng thương đại dã chư lập tức ho kịch liệt lên, hướng phía bầu trời tứ chi cũng điên cuồng đá lên. Nó trong lỗ mũi phún ra bùn lẫn vào nước mũi, càng là giống như gió táp mưa rào một bản hướng, phía trước bắn ra. Gần trong gang tắc đường sơ né tránh không kịp tại chỗ liền bị dán mặt đầy. Nhưng mà, hắn cũng không có cứ thế từ bỏ. Phi 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 ta kháo đường sơ vừa kêu mắng một bên rời khỏi khe đá tiếp tục nắm bùn cầu đoàn xong quả cầu bùn sau đó hắn lần nữa cát xâm nhập khe đá bên trong bắt đầu lập lại chiêu cũ thời gian từng giây từng phút trôi qua ước chừng qua thời gian một nén nhang khe cốc bên trong đột nhiên yên tĩnh lại thê thảm heo tiếng kêu rốt cuộc ngừng lại vừa mới còn sông ngang đánh thẳng đại dã chư, lấy một loại ai cũng không nghĩ tới uất ức phương thức chết không nhắm mắt tuyên bố quy thiên. Trên đầu của nó trên mặt trong lỗ mũi trong miệng đều dính đầy rồi bùn. Nhìn một cái, giống như một phù sa quái. Chết phù sa quái. Hô, đường sơ nhìn thấy đại công cáo thành, cuối cùng thở vào nhẹ nhòm. Hắn loạn trọng đi tới bên đầm nước, mặt đầy mệt mỏi ngã xuống không phải tự sát, chỉ là tám vừa mới kia một đợt bị truy sát cùng phản sát, cơ hồ lấy hết hắn toàn bộ tinh lực. Thần kinh căng thẳng một khi buông lỏng xuống, ngay cả cho mình tắm kỳ sức lực cũng không có. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, tất cả quần chúng đều sợ ngây người, ngọa táo. Đây thật là đang chơi trò chơi, quá ti em tàn nhẫn, oa. Ta học phế một hạng kỹ năng mới. Bùn bực bội sát thuật O, bùn bực bội sát thuật cộng một tay không tiêu diệt dã chư vương, thử hỏi thiên hạ còn có ai, không hổ là thiên hạ đệ nhất ác nhân, ta triệu nhật thiên ai cũng không đỡ, liền dìu ngươi. Phục liền một chữ tàn nhẫn cũng một chữ, liền không có ai đồng tình một hồi nhị sư huynh, nhị sư huynh lên đường bình an. Nhị sư huynh sớm ngày siêu sinh, nhị sư huynh kiếp sau đầu thai làm địa ốc đại lão, hừ ta muốn báo cáo chủ bá ngược sát động vật hoang dã chủ động tức cười, lời nói, tại sao không ai thảo luận một chút chủ bá vừa mới làn sóng kia thao tác còn dùng thảo luận sao? Giống như thần thẻ tầm mát, giống như thần lợi dụng địa hình, chúng ta thái kê chỉ có thể ngẩng mặt. Có sao nói vậy, ta đều không thấy trên đá có khe nứt, chủ bá chẳng những phát hiện vết nứt, còn trực tiếp lợi dụng nó phản sát nhị sư huynh, trò chơi ý thức tuyệt đối thuộc về chức nghiệp tiêu chuẩn. Đồng ý, trong nháy mắt hoàn thành bố trí chiến thuật, thao tác cũng giọt nước không lọt. Nhất thiết phải một kiện tam liên 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 một kiện tam liên, một kiện tam liên. cổ có đầu bếp sóc thịt trâu, bây giờ có ác nhân giết heo. Thiện tai, thiện tai, hành tỏi gừng đã chuẩn bị đầy đủ, ngồi chờ giết heo cơm, nhìn thấy đường sơ tại bên bờ sinh tử cố gắng xoay chuyển tình thế, cuối cùng thành công nghịch tập đám khán giả tất cả đều bội phục không thôi chuyện siêu giải trí không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng vận rủi trùng cộng xà hạt bằng đoạt mệnh cổ tử trùng cộng hầu nhi tử bằng tử cổ kim hành trùng cộng mộc hành trùng cộng thủy hành trùng cộng hỏa hành trùng cộng thổ hành trùng bằng cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ huyết nhà cổ phệ hồn cổ hóa thân cổ đại mộng xuân thu cổ mời đọc ba ức người vây xem, ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỳ đáng sợ tráng hán. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong, chẳng chịt mưa bình luận cơ hồ che ở toàn bộ màn ảnh. Mấy vạn đặc biệt chạy tới nhìn thiên hạ đệ nhất ác nhân quần chúng, trong nháy mắt liền quên mình mục đích đi tới, đem lực chú ý chuyển đến đường sơ vừa mới thao tác bên trên. Lõa Trang đánh giã loại sự tình này, nguyên bản chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên biến thành thực tế. Không hổ là ác nhân bảng đứng hàng thứ nhất đại lão, thực lực diễn dịch cái gì gọi là chỉ số thông minh mới là sức chiến đấu. Quả thật không làm người thất vọng, mà sớm nhất nhóm kia quần chúng, cũng là chừng mắt cầu ngốc. Bọn hắn ngay từ đầu đều cảm thấy, Đường Sơ chỉ là một cái ở trong game cố ý làm cảm thấy lạ kỳ lạ người chơi, nhưng mà lúc này thấy tận mắt hắn tay không giết heo hành động vĩ đại. Dối rít ý thức được mình phạm sai lầm. Đây không phải là một cái kỳ lạ, mà là một cái thành ý tràn đầy may mắn người chơi hắn rõ ràng có thể kháo kỹ thuật dẫn lưu lại cứ muốn ở trong game đủ loại hung mãnh tại ngu nhạc mình đồng thời không quên đem vui vẻ mang cho vô pháp tự thể nghiệm trò chơi chỉ có thể ở phòng phát sóng trực tiếp bên trong vây xem đám khán giả chú trọng thật chú trọng nhất thiết phải cho hắn điểm khen cất giữ thêm khen ngợi đối với đường sơ vừa mới kia một phen biểu hiện phòng phát sóng trực tiếp bên trong đám khán giả hô to kính nể nhưng bọn hắn không biết là Đường Sơ có thể một mình đối phó đại dã trư, kỳ thực phần lớn không phải kháo kỹ thuật mà là dựa vào vận khí. Cái gì lợi dụng địa hình, cái gì bố trí chiến thuật, hoàn mỹ gì chạy. Không tồn tại, ngoại trừ lợi dụng thủy tính ưu thế kéo chân heo, còn lại đều là đám khán giả phán đoán. Nhưng mà cái này cũng không gây trở ngại mọi người đối với hắn kéo dài chú ý. Bởi vì phòng phát sóng trực tiếp bàn tán sôi nổi còn chưa ngừng, càng làm cho người ta chuyện không nghĩ tới lại theo nhau mà tới. Thế giới trò chơi bên trong, Đường Sơ dùng bùn bực bội giết đại dã trư sau đó, liền lần nữa nhảy nước vào đàm, chuẩn bị tắm một chút trên thân vết bẩn. Nhưng mà hắn vừa rửa mặt lại đột nhiên cảm thấy trước mắt tia sáng tối sầm lại. Phù phù ầm ầm chỉ thấy một bóng người đột nhiên từ trên trời rơi xuống lại lần nữa nện vào trước mặt hắn trong đầm nước đường sơ bị tung tóe bọt nước dính mặt đầy tại chỗ liền mộng bức rồi hắn xem trước mặt trong đầm nước phiên trào sóng nước lại ngẩng đầu nhìn một chút trống trải bầu trời trước mắt quanh quẩn vừa mới xẹt qua nhân loại tàn ảnh không khỏi đầu đầy dấu hỏi tình huống gì hoàng giao dã ngoại tại sao có thể có người từ trên trời rơi xuống chẳng lẽ lại có người giống như hắn không giải thích được xuyên qua đây cũng quá đúng dịp đi ầm đang kinh nghi thời khắc trước mắt lại lần nữa bọt nước văng khắp nơi chỉ thấy vừa mới bóng người kia đột nhiên từ dưới nước bắn tung tóe lên trời lăng không quay cuồng ba vòng rơi vào trên bờ cát ta đi đường sơ nhìn về phía trước cách đó không xa nhân ảnh tại chỗ liền trợn to hai mắt liền miệng đều được hình o hắn giật mình như vậy ngược lại không phải là bởi vì thấy được ướt thân mỹ nữ mà là thấy được một tên tráng hán tên tráng hán này liếc mắt chiều cao vượt qua hai mét khắp toàn thân đều là khuếch đại bắp thịt của phiền phức không chỉ lớn lên đầu báo hoàn nhãn mặt đầy dâu quai nón hơn nữa trần trụi nửa người trên hiện đầy khủng bố hình sam Tráng Hán toàn bộ bề ngoài, quả thực cùng trong chùa Miếu Ác Quỷ có thể liều một trận. Bất quá, trở lên những này còn không phải trên người hắn bắt mắt nhất đặc thù. Tráng Hán trên thân bắt mắt nhất là một đầu cùng hỏa vân tà thần cùng khoản mái tóc. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi không cần sợ. Gia gia ta hôm nay tâm tình tốt, không giết ngươi tráng hán nhảy lên bãi cát sau đó, một bên nâng hai tay lên vuốt đến trên đầu mình nước đọng, một bên giọng điệu liều lĩnh chủ động mở miệng. Cái gì? Không giết ta, ta ăn nhà ngươi thước, vẫn là giết ngươi heo nhà sao? Cư nhiên không giải thích được muốn giết ta. Đường sơ nghe thấy tráng hán mà nói, khóe miệng không nhịn được kéo ra. Nhưng hắn cũng không có đem tâm lý nhổ nước bọt nói ra, mà là lựa chọn rất sáng suốt rồi im lặng. Trước mắt chàng hán này vừa nhìn thì không phải người tốt lành gì, hơn nữa tại hình thể cùng nhan trị bên trên, đều đối với hắn nắm giữ ưu thế áp đảo. Hắn cũng sẽ không ngu đến mức chủ động đi trêu chọc đối phương. Sự thật chứng minh, đường sơ lựa chọn rất chính xác. Chàng hán vuốt xong trên đầu nước động, sau đó đột nhiên nâng hai tay lên, đột nhiên hướng về thân thể hai bên phía dưới dao động. Ẩm sóng khí trong lan lộn, một tầng hơi nước từ trên người hắn bốc lên, nguyên bản ướt nhẹp thân thể và vải bố quần, vậy mà trong nháy mắt biến làm, ngay cả kia một mảng nhỏ mái tóc. Cũng theo gió bay lên lên. Ngoạ tào, đây là cái gì siêu năng lực, đường sơ thấy vậy tình trạng, nhất thời hoảng sợ chừng mắt cầu ngốc. Hơn nữa hắn cầu ngốc còn chưa xong, liền thấy càng thêm sợ hãi một màn chỉ thấy tráng hán oanh làm thân thể sau đó, đột nhiên bước nhanh hướng đi cái kia kẹp đại dã chư khe đá, tiếp tục đưa ra bồ phiến một dạng tay phải, hướng về trong khe đá một chảo kéo một cái. Xoẹt, một đầu máu rầm dề heo lớn chân, bị hắn đơn thủ kéo ra ngoài. Không chỉ như thế, tráng hán kéo xuống chân heo sau đó, lại nâng tay trái lên, năm ngón tay như câu tại chân heo bên trên một hồi lôi kéo, đem vô cùng bền bỉ ra heo cho xé thành sạch sẽ. Cái này cũng chưa hết, kéo xong ra heo sau đó, tráng hán cư nhiên dơ lên máu rầm dề chân heo, bỏ vào bên mép. Crack, trắng toát răng cắn đỏ tươi thịt heo, trực tiếp kéo xuống một tảng lớn, nuốt vào trong miệng nhai, ừ, không tồi kình đạo, tráng hán một bên nhai heo sống thịt, vừa gật đầu tán dương. Một vệt trói mắt đỏ hồng, thuận theo khóe miệng của hắn tràn ra, hình ảnh được gọi là một cái sợ hãi. Nếu mà đổi thành người bình thường thấy một màn này, sợ rằng không tại chỗ nôn mửa, cũng phải bị bị dọa sợ đến ngất đi. Có thể đường sơ không phải người bình thường. Hắn không chỉ có chứng mất trí nhớ, hơn nữa não đường về có chút khác với thường nhân nhìn thấy tráng hán trong đó ăn sống heo sống thịt hắn có chút nhăn lông mày gãi đầu một cái vậy mà quỷ thần xui khiến nói ra a à, vị đại ca này ta cảm thấy đi thịt heo vẫn là nướng chín ăn sẽ càng thơm ân tráng hán nghe thấy đường sơ chủ động tiếp lời tựa hồ có chút bất ngờ hắn buông trong tay xuống chân heo liếc mắt quan sát hắn mấy lần nhếch miệng hỏi tiểu tử ngươi không sợ ta ngạch vốn là có chút sợ nhưng ngươi mới vừa nói, hôm nay tâm tình tốt ta liền không có như vậy sợ, Đường Sơ toét miệng cười khan trả lời. A, ngươi tiểu tử này, có chút ý tứ. Tráng Hán nghe thấy câu trả lời của hắn, tại chỗ liền cười. Hắn buông xuống mắt thấy rồi nhìn trong tay chân heo, bỗng nhiên đem nó hướng thẳng đến Đường Sơ ném qua đây, trong miệng nói ra: Nếu ngươi cảm thấy thịt chín ăn ngon, vậy liền đem nó nướng chín cho ta, phù phù chừng nặng mấy chục cân heo lớn chân vẽ ra trên không trung một đường vòng cung rơi vào trong nước đường sơ thấy vậy liền vội vàng tiến lên đem chân heo vớt ở trong tay đồng thời lúng túng nói cái kia đại ca người để cho ta nướng nó có thể nhưng mà ta không có lửa a à? hỏa không là vấn đề ngươi cứ việc đi kiếm củi tráng hán ném ra chân heo sau đó một bên tại bên bờ tìm khối trên đá ngồi xuống một bên híp mắt nói ra được đường sơ nhất thời nhanh miệng tìm cho mình phần cực khổ chuyện nhớ đẩy lại không dám đẩy chỉ có thể kiên trì đến cùng đáp ứng hắn đem chân heo ở trong nước tùy tiện rửa một chút sau đó đem nó hướng bên bờ trên đá để xuống một cái tiếp tục liền toàn thân ướt nhẹp hướng về rừng cây bên trong chạy đi trong chốc lát liền ôm một đống lớn củi khô trở về chạy trốn là không dám chạy trốn chạy trước mắt chàng hán rõ ràng không phải người bình thường, hơn nữa một bộ giết người không chớp mắt bộ dáng, nếu như chạy trốn thất bại, bị bắt trở về kết quả nhất định sẽ rất thảm. Chuyện siêu giải trí, không vô não trang bức trùng cùng cổ đa dạng. Vận rủi trùng, cộng, xà hạt, bằng, đoạt mệnh cổ tử trùng, cộng, hầu nhi tử, bằng, tử cổ, kim hành trùng, cộng, mộc hành trùng, cộng, thủy hành trùng, cộng, hỏa hành trùng, cộng, thổ hành trùng, bằng, cực linh hỗn độn cổ tinh nguyệt cổ, huyết nhà cổ, vệ hồn cổ, hóa thân cổ, đại mộng xuân thu cổ. Mời đọc, ba ức người vây xem, ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ không phải siêu năng lực. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, người cứ mang củi lên, đốt lửa sự tình giao cho ta. Tráng hán nhìn thấy đường sơ tìm tới củi lửa, nụ cười cổ quái phân phó nga đường sơ không dám có dị nghị tiếp tục động tác nhanh chóng làm việc tuy rằng không có gì thực tế kinh nghiệm làm việc nhưng hắn lúc trước thường xuyên nhìn chút hoang dã sinh tồn phim tài liệu đối với làm sao chiếc củi lửa vẫn là rất rõ ràng cài đặt củi lửa sau đó hắn lại chạy về rừng cây bên trong tìm mấy cây nhánh cây làm hai cái giá ba chân tiếp đó lại bẻ đi một cái mới mẽ tùng mộc lấy được bên đầm nước đã lột ra sau đó dùng tùng mộc đem heo lớn chân xiên qua nằm ngang gác ở dàn củi phía trên nhà a à, còn rất thuần thục sao tráng hán ở bên cạnh nhìn đến đường sơ một loạt thao tác một bên đứng dậy hướng về dàn củi đi tới vừa cười tán dương đáng tiếc bởi vì tướng mạo quan hệ nụ cười của hắn thấy thế nào đều giống như cười ác độc không có một chút lực tương tác bất quá cái này cũng không gây trở ngại đường sơ đối với hắn sùng bái bởi vì trắng hán đi tới dàn củi bên cạnh sau đó vốn là lặng lẽ chở một hồi khí tiếp tục tay phải hướng về dàn củi vung lên ầm chỉ thấy một đoàn sáng loáng hỏa diễm từ bàn tay hắn bay ra trong nháy mắt liền đốt lên củi lửa Ngọa táo lại là siêu năng lực đường sơ thấy vậy lần nữa âm thầm kinh hô hắn nhìn đến hừng hực giấy lên hỏa diễm không nhịn được tò mò trong lòng nhỏ giọng hỏi đại ca người đây là pháp thuật gì thoạt nhìn rất lợi hại bộ dáng pháp thuật a à, tráng hán liếc hắn một cái diễu cợt đến hỏi ngược lại tiểu tử chưa từng luyện võ qua đi không có đường sơ không chút nghĩ ngợi lắc đầu tráng hán nghe vậy một bên nhếch miệng hướng đi vừa mới ngồi qua khối đá kia một bên giọng điệu khinh thường nói đây là xích diễm môn xích diễm trưởng không nhất nhập lưu bình thường võ kỹ chỉ cần có điểm nội lực là có thể luyện đường sơ nghe thấy tráng hán giải thích trong tâm thình thịch khẽ động xích diễm trưởng võ kỹ nội lực chẳng lẽ nói đây là một cái tập võ thế giới hơn nữa võ công còn rất lợi hại bộ dáng một chuỗi ý niệm xuất hiện tại đường sơ trong đầu làm hắn vừa vui vừa lo hắn vui chính là cái thế giới này vẫn tính bình thường không có gì yêu ma quỷ quái không dùng bất cứ lúc nào lo lắng bị quái vật ăn hết buồn là mình không hiểu một chút võ kỹ liền tính tương lai có thể tìm một chỗ sống tạm cầu sinh cũng phải thường xuyên bị võ phu nhóm khi dễ nghĩ tới đây đường sơ không nén nổi âm thầm thở dài nhưng nhìn đến ngồi ở trên đá trắng hán trong lòng của hắn đột nhiên xẹt qua một tia sáng quả quyết mặt dày hỏi đại ca ngươi là xích diễm môn người đi môn phái các ngươi còn thu người sao a à, xích diễm môn ai biết chàng hán nghe thấy lời nói của hắn lại cười lạnh một tiếng nói một đám chỉ có thể ức hiếp bách tính đám người ô hợp đã sớm bị ta diệt môn phóc đường sơ nghe vậy thiếu chút tại chỗ bắn ra ngoài hắn một bên tẫn chức tẫn trách bắt đầu đùi heo nướng một bên mặt lộ lúng túng nói a à, đại ca ngài đừng hiểu lầm ta chưa nghe nói qua xích diễm môn ta chỉ là muốn tìm một chỗ kiếm miếng cơm ăn không có ý tứ gì khác cũng may chàng hán cũng không có tính toán hắn lỡ lời ngược lại nhiều hứng thú hỏi ngược lại tiểu tử ngươi muốn học võ đúng a à, đường sơ vừa nghe liền vội vàng gật đầu vì sao muốn học võ chàng hán híp mắt truy hỏi bởi vì có thể tự vệ a à đường sơ không chút nghĩ ngợi nói ra mình ý tưởng chân thật, lại cảm thấy không đủ rất cao thượng, vội vàng đem lúc trước tại trong tivi phim ảnh thấy tối đa. Cũng là có đủ nhất sức thuyết phục lý do vứt ra ngoài. Hơn nữa còn có thể bảo hộ bên cạnh người trọng yếu nhất, ai biết hắn lời kia vừa thốt ra, tựa hồ chạm đến tráng hán đáy lòng một cầu nối. Chỉ thấy tráng hán thần sắc biến đổi, bỗng nhiên dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm đường sơ, lành lạnh mà hỏi chỉ những thứ này, người không muốn vinh hoa phú quý, không muốn công danh lợi lộc. Vinh hoa phú quý như thoảng qua như mây khói, công danh lợi lộc thoáng qua rồi biến mất. Kia Bì kịp được người nhà sum vầy hòa thuận, đại nhân tiểu hài cộng hưởng thiên luân. Đường Sơ căn bản không có suy nghĩ nhiều, ánh mắt tịch mịch trả lời. Đây mấy nói nghe văn chú chú, nhưng lại không phải hắn thuận miệng qua loa lấy lệ, mà là thật sự có cảm giác mà phát. Bởi vì đường sơ cảm giác mình sau khi chuyển kiếp, về sau sợ là lại cũng không có cơ hội nhìn thấy mình thân ái người nhà, cho nên nghĩ đến đây cái tâm lý liền bắt đầu mơ hồ đau. Không chỉ mũi e ẩm, ngay cả hô hấp đều chật vật. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới, chính là đây mấy câu chân tình thật ý trả lời, vậy mà kích phát tráng hắn tình cảm cộng minh. Mang đến cho hắn một cái đủ để thay đổi cả đời đại cơ duyên tráng hán hai mắt chăm chú nhìn đường sơ nhìn ra hắn không phải là đang nói láo bỗng nhiên hít sâu một hơi thở dài nói ai không nghĩ đến tuổi tác của ngươi nhẹ nhàng lại có lần này ngộ tính nếu như năm đó ta cũng giống ngươi một dạng sao lại rơi vào hôm nay lời nói một nửa lại đột nhiên chuyển đề tài tiểu tử chờ chút ăn xong thịt ta truyền cho ngươi một bộ đao pháp truyền ta một bộ đao pháp ngoạ tào thật hay giả đường sơ nghe thấy tráng hán mà nói con mắt tại chỗ liền sáng lên được hắn cố nén kích động trong lòng làm bộ bình tĩnh gật đầu một cái mặc dù không biết mình có học hay không được biết nhưng mà có dù sao cũng hơn không có hảo tráng hán thấy đường sơ không có cự tuyệt tiếp tục tuét miệng nói bất quá bộ này đao pháp không phải ta sáng tạo mà là ta một tên huynh đệ sinh từ tuyệt học độc môn người muốn học nó, liền phải trước tiên bái ta vị kia huynh đệ vi sư, bái sư, đường sơ sững sờ, tò mò hỏi. Chính là ngài mới vừa nói, chờ lát nữa liền truyền đao pháp ta. Chẳng lẽ nói, ngài vị huynh đệ này cũng tại phụ cận, hắn chết sớm. Ta là thay người thu đồ đệ, chẳng hắn biểu tình cổ quái trả lời. À, chết thế nào, đường sơ càng hiếu kỳ hơn. Ngu xuẩn chết tráng hán không biết nhớ ra cái gì đó, giọng điệu bỗng nhiên trở nên lạnh nhạt. Nghe thấy câu trả lời của hắn, đường sơ khóe miệng giật một cái, không biết nên làm sao tiếp tra. Cũng may tráng hán tuy rằng tướng mạo hung ác nhưng cũng không cao lãnh. Hắn hai mắt nhìn chằm chằm đường sơ, tiếp tục nói. Cùng hắn tương quan sự tình, ngươi về sau có thể tự mình đi hỏi thăm ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi hắn họ phương tên diên quốc chính là danh tướng sau đó phương duyên quốc danh tướng sau đó thật giống như chưa từng nghe qua đường sơ gãi đầu một cái mặt đầy ngây thơ nhưng mà hơi chút nghĩ ngợi sau đó hắn liền gật đầu không thành vấn đề Tuy rằng cái họ này vuông tiện nghi sư phụ đã chết, hơn nữa còn là ngu xuẩn chết, nhưng nếu là danh tướng sau đó, cũng sẽ không là người xấu, bái cái sư cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Sự tình quyết định, tráng hán liền không lên tiếng nữa, nằm ở trên đá giả vờ ngủ lên. Đường sơ cũng không dám quấy dày, chỉ có thể nhận nhận chân chân làm công việc của mình. Thời gian thoáng một cái đã qua. Sau nửa canh giờ, chân heo rốt cuộc nướng chín khê cốc bên trong tràn đầy mùi thịt cái kia sư bá thịt nướng xong đường sơ thấy thời cơ không sai biệt lắm rất ngoan ngoãn nhắc nhở tráng hán nếu đã quyết định bái đối phương huynh đệ vi sư được gọi là đối phương một tiếng sư bá cũng là phải ừ tráng hán mở mắt ra nhìn nóng mắt dầu tí tách vang dội đùi heo nướng hài lòng nói thoạt nhìn cũng không tệ lắm hắn vừa nói vừa đi tiến đến trực tiếp đưa tay nắm nóng bỏng chân heo từ phía trên xé một tảng lớn nóng hổi thịt đưa cho đường sơ cầm lấy loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua ba ức người vây xem ta lại quên đang trực tiếp nhị ma kỷ lợi hại đao phổ nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com cảm ơn đường sơ thấy vậy liền vội vàng cười dùng hai tay nhận lấy heo quay thịt ai biết mới vừa vào tay liền bị nóng run run một cái nhưng mà vì không bị tráng hán khinh bỉ hắn dám hung hăng cắn răng không dám buông tay tráng hán hiển nhiên là cố ý nhìn thấy đường sơ nhe răng miệng méo bộ dáng đột nhiên cười nói ha ha người đừng cao hứng quá sớm đây không phải là cho ngươi cho là ngươi chết đi kia sư phụ người làm ba cái nhánh cây thay thơm lại dùng khối này thịt làm tế phẩm nhắm hướng đông một bên bái ba bái đi trước cái lễ bái sư đường sơ nghe xong tráng hán mà nói mới hiểu được mình nghĩ quá nhiều rồi tráng hán cho hắn thịt là dùng để làm tế phẩm nhưng đường sơ không chút do dự nào lập tức liền làm theo lên tìm ba cái nhánh cây tại trên đống lửa đốt sau đó cắm ở bên cạnh trên mặt cắt lại dùng một khối bằng phẳng làm thạch đầu chén để lên nóng hổi heo quay thịt bố trí xong đường sơ liền nghiêm trang nhắm hướng đông quỳ xuống nói lẩm bẩm bái lên trong miệng còn hữu mô hữu dạng thì thầm sư phụ phương duyên quốc trên trời có linh xin nhận đệ tử đường sơ ba bái Bái xong ba bái sau đó, hắn rất cơ trí không gấp đứng dậy, mà là quay đầu nhìn tráng hán, nhìn đối phương có hay không phân phó khác. Tráng hán thấy đường sơ một bộ khôn khéo bộ dáng, tựa hồ rất hài lòng. Người gọi đường sơ, hắn buông trong tay xuống đùi heo nướng, dành ra tay phải từ trong lòng ngực móc ra cái lớn chừng bàn tay túi giấy dầu, một bên rất dứt khoát ném tới, vừa dùng không thể nghi ngờ giọng điệu nói ra đây là đao phổ ngươi cầm đi dựa theo luyện luyện dành sau đó liền đem nó đốt không cho phép ra bên ngoài truyền sư bá xin yên tâm không có ngươi chấp thuận ta tuyệt đối không ra bên ngoài truyền đường sơ nhận lấy túi giấy dầu mặt đầy thành khẩn quyết định bảo đảm kỳ thực hắn vốn tưởng rằng tráng hán sẽ đích thân biểu diễn một bộ đao pháp sau đó bắt đầu tay bắt tay dạy hắn ai biết đối phương vừa vặn chỉ là vứt ra một bản bí tịch đây cũng quá qua loa đi. Bất quá một chút nghĩ ngợi, Đường Sơ cảm thấy nói chuyện cũng tốt, cầm lấy bí tịch có thể tìm địa phương chậm rãi nghiên cứu, hiện trường trường học mà nói. Dựa vào bản thân chỉ số thông minh nhất định sẽ để lộ đông quên tây, nói không chừng còn có thể bị đánh. Nhưng mà mở ra túi giấy dầu vừa nhìn, hắn liền trợn tròn mắt túi giấy dầu bên trong có một bản rách dưới sách đóng buộc chỉ không sai, chính là nó bề mặt bên trên, lại viết năm cái khiến người giờ khóc giờ cười bút lông tự, đồ, cầu, 18, đao. Đồ cầu thập bát đao. Đường sơ khóe miệng co quắp quất nói thầm đao phổ danh tự, trong lòng nghĩ khởi một bộ kịch vui trong phim ảnh vị kia đầu đường lão nhân bán cho nhân vật chính hàng long thập bát trường. Đột nhiên có loại bị lừa vào trong cảm giác. Làm sao? không hài lòng tráng hán thấy hắn ngay tại chỗ lành lạnh đặt câu hỏi a à, không 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 hài lòng rất hài lòng đường sơ liền vội vàng lắc đầu lại gật đầu tuy rằng tâm lý quả thật có ý kiến nhưng ngoài miệng cũng không dám nói hừ tráng hán dòm hắn mặt đầy dối trá bộ dáng lạnh rên một tiếng nói tiểu tử ngươi cũng đừng coi thường bản này đau phổ phải nói ta huynh đệ kia, tuy rằng đầu toàn cơ bắp, nhưng luận đao pháp, tuyệt đối sắp xếp tiến vào thiên hạ top 10. Người có biết, hắn tại sao phải cho đao pháp của mình danh tự bên trong, cộng thêm đồ cẩu hai chữ, đao pháp có thể đứng vào thiên hạ top 10. Lợi hại như vậy sao? Thật giống như nhặt được bảo A. À. Đường sơ nghe thấy tráng hán mà nói, trong tâm một hồi kinh hỉ, nhưng mà nghe phía sau vấn đề, vẫn không khỏi được một hồi oán thầm vì sao gọi đồ cầu thập bát đao? Hắn làm sao biết, bất quá nhìn thấy tráng hán ánh mắt bất thiện nhìn mình chằm chằm, đường sơ không thể làm gì khác hơn là chạy đầu óc nhớ đáp án. Ai biết nghĩ tới đây, thật đúng là để cho hắn tìm đúng phương hướng. Hắn cảm thấy trước mắt tráng hán dáng vẻ hung thần ác sát, trong lời nói lại dẫn dận đời mùi vị ổn thỏa xã hội người không ổn thỏa giang hồ người lại liên tưởng mình vừa mới bái sư phụ là danh tướng sau đó cũng đã tráng niên mất sớm hơn nữa còn bị nói thành là ngu xuẩn chết trong đầu đột nhiên xuất hiện một ít phim võ hiệp bên trong tên chàng diễn chẳng lẽ nói vừa mới bái mà quỷ sư phụ phương duyên quốc cùng vị kia ra sân kèm theo âm hưởng kiều băng chủ là giống nhau người vì trong tâm đại nghĩa mình giết chết mình hoặc có lẽ là, là giống như nhạc gia gia một dạng anh hùng dân tộc lập xuống bất hủ chiến công sau đó, khước cam nguyện bị cẩu hoàng đế chém đầu. Nghĩ tới đây, đường sơ quả quyết thần sắc trang trọng trả lời. Sư bá, ta đoán sư phụ cho mình chế đao pháp đặt tên đồ cầu thập bát đao, chắc có hai tầng ý tứ, hai tầng. Tráng hán nghe vậy, hít mắt một cái nói. Người nói xem tầng thứ nhất tương đối đơn giản sư phụ lúc còn sống nhất định là thống hận một ít đáng ghét cẩu tặc trong lòng suy nghĩ đem những chó này tặc giết sạch sành sinh ngay sau đó liền có đồ cẩu hai chữ đường sơ nghiêm trang nói ra nửa trước cái đáp án ha 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 tráng hán nghe thấy câu trả lời của hắn tại chỗ cười to ba tiếng mặt lộ tán thưởng nói tiểu tử ngươi đoán không sai phương lão đệ còn sống thời điểm xác thực từng phát thể muốn giết hết thiên hạ cẩu quan giết hết thiên hạ cẩu quan lẽ nào tiện nghi của ta sư phó là cái tạo phản phái không nói hắn là danh tướng sau đó sao làm sao đột nhiên tới một nhân vật lớn chuyển đổi cái này cùng tưởng tượng hoàn toàn khác nhau a à? đường sơ thẩm nghĩ trong lòng một tiếng nằm thảo trên mặt lại chỉ có thể cười theo thứ hai tầng đâu tráng hán nhiều hứng thú truy hỏi thứ hai tầng là ta nghĩ vớ vẩn khả năng không đúng lắm bởi vì vừa mới nhìn thấy đao phổ tên thời điểm trong lòng ta đột nhiên nghĩ tới mấy lão nhân thường xuyên nói một câu nói trượng nghĩa mỗi đa đồ cầu bối phụ lòng có rất nhiều người đọc sách cho nên ta cảm thấy sư phụ đem tự nghĩ ra đao pháp mệnh danh là đồ cầu có thể là muốn mượn này biểu đạt một ít cảm khái, đường sơ biểu tình nghiêm túc trả lời. Trượng nghĩa mỗi đa đồ cầu bối, phụ lòng có rất nhiều người đọc sách, chàng hán nghe xong giải thích của hắn, lẩm bẩm lặp lại một câu, bỗng nhiên lần nữa ngửa mặt lên trời cười lớn. Ha ha ha, nói thật hay, nói thật hay, tiểu tử thúi, ta quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi xác thực xứng làm phương lão đệ đồ đệ người cùng hắn tuy rằng chưa từng gặp mặt nhưng lại gọi là tâm ý tương thông, đây cũng là duyên phận, đường sơ nghe thấy tráng hán, khen ngợi, thần sắc xấu hổ cười không nói. Kỳ thực vừa mới trả lời, xác thực đều là hắn căn cứ vào mặt chữ ý tứ đoán mò, không nghĩ đến cư nhiên đoán đúng rồi. Cùng lúc đó, trong phòng phát sóng trực tiếp, từ khi tráng hán từ trên trời rơi xuống bắt đầu, đám khán giả liền bắt đầu sôi trào, oa kháo trên trời rơi xuống mang đến là thứ gì giống như là một người ha 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 chủ bá sợ choáng váng ta còn lấy là chỉ heo dọa ta một hồi ta cũng là để vì nhị sư huynh trá thi ta đi làm sao không phải là một mỹ nữ lại là một nhặt chân đại thúc chật chật chào đại thúc tướng mạo tạo hình hơi cường điệu quá cảm giác ngột ngạt thật mạnh đây là npc đi phải là npc người chơi làm sao có thể có loại này hình thể ba đảo bằng tám cái gì ba đảo bằng tám rõ ràng là johnson bản hỏa vân tà thần hỏa vân tà thần cộng một như vậy đặc biệt tạo hình nhất định là một quan trọng npc chủ bá đây là kích động kỳ ngộ kịch tình a kỳ ngộ cộng một trò chơi vừa mở liền kỳ ngộ loạn vực khởi tranh vòng lập luân chuyển huyết lộ tái diễn mời chư vị ghé qua